xin kính chào bà con cô bác. Sau đây xin mời bà con cô bác nghe bài viết của Hoàng Bá phá vỡ công tác quan trung. Đầu năm 1975, cộng sản đã mở nhiều đợt tấn công các tỉnh miền Trung và cao nguyên Trung phần. Nhưng tình hình ở thủ đô Sài Gòn vẫn yên tĩnh. Các cơ quan tình báo từ phủ đặc ủy, quân đoàn 3 nhà cảnh sát quốc gia đô thành đến bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia vẫn chưa ghi nhận tin tức nào có chỉ dấu là cộng sản sẽ tấn công thủ đô phụ tổng thống việt nam cộng hòa đã hai lần hỏi chừng nào cộng sản tấn công sài gòn câu hỏi ngắn gọn đó là một nhu cầu tình báo thật cấp bách và chính đáng trong thời điểm này trước vấn đề được đặt ra trưởng tướng trận khối đặc biệt đã ra lệnh cho đoàn đặc nhiệm đi phải phá vỡ công tác quan trung để bắt sống toàn bộ quan an ninh điệp báo của quận ủy 7 và 8 Việt Cộng thuộc thành ủy Sài Gòn. Ban này gồm đại đội trưởng tên Sáu Hoàng, tên Bảy Lý Chính Trị Viên, Năm Oai Bí Thư Quận Ủy, mà nơi ẩn trốn của chúng là Mật Khu Nhuận Đức, Đức Hoài tỉnh Long An. Tình báo xuyên X-13 của công tác Quang Trung, thành viên của tổ chức đặc công 13 thuộc R, Trung ương Cục miền Nam, là một tổ chức đã từng giấu chất nổ trên một chiếc xe vận tải và cho phát nổ cạnh tòa đại sứ Hoa Kỳ ở đường Hầm Nghi. Sau khi đặc công X-13 bị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và Nhà Cảnh sát Quốc gia Đô Thành phá vỡ cộng sản thành lập lại tổ chức với tên mới là F5 và sau đó đổi thành đặc công thủy bộ và sau cùng lấy tên an ninh điệp báo trực thuộc cục R. Tình báo viên X13 đã được trưởng đoàn đặc nhiệm D bố trí và cho xâm nhập trở lại tổ chức đặc công trên. Nhưng vì nơi cư ngụ của tình báo viên thuộc quận 7 và 8 nên Cộng sản đã quyết định điều chuyển tình báo viên hoạt động cho Ban An ninh quận 7 và 8. Năm 1974, tình báo viên được Cộng sản gọi ra mật khu nhiều lần để bồi dưỡng tinh thần và học cách sử dụng K-54 hãm thanh, AK hãm thanh và loại súng đặc biệt B-63. B-63 là loại súng để bắn giải vây hoặc thẳng vào đối phương nếu bị trượt đuổi. Sau khi đã sử dụng K-54 hãm thanh để hạ sát mục tiêu, đặc điểm của B-63 là gọn nhẹ, bắn tốc độ nhanh và chỉ cần bấm nhẹ vào cò súng là đạn được bắn ra hết nguyên băng 30 viên. Theo mô tả của tình báo viên X-13, trưởng đoàn đặc nhiệm đã liên lạc với quân báo Trung tâm hỗn hợp tin tức, văn phòng phối trí viên đặc biệt để thu nhập hình ảnh các loại súng và cho tình báo viên X-13 nhận diện B-63. Nhưng không có loại súng nào được X-13 phát hiện là B-63. Một lần trong cuộc tiếp xúc khác, cảnh binh đặc biệt đã đưa cho X-13 mấy bức hình chụp hai tên cận vệ của Võ Đông Giang là đại diện phái đoàn Việt Cộng trong phái đoàn quân sự bốn bên. Có mang mỗi tên hai cây súng trước ngực và được tình báo viên X-13 xác nhận đó là B63. Cuối năm 1974, theo kế hoạch sắp xếp của cảnh binh đặc biệt, tình báo viên X13 rời nhà ven biên quận, đào hầm bí mật trong nhà và sau đó báo cáo sự việc với cán bộ cộng sản. Một thời gian sau, tên quận ủy quận 7 và 8 từ mật khu đã lén về Sài Gòn và đến nhà tình báo viên để thẩm tra tình hình. Sau lần này, Cộng sản đã cho giao liên chuyển đến nhà tình báo viên súng K-54 hẩm thanh, B-63 và nhiều lựu đạn loại nhỏ. Và từ đó, toán an ninh điệp báo gồm chính trị viên, đại đội trưởng và nhiều cán bộ thuộc hạ với vũ khí, đạn dược được trang bị đầy đủ, thường độc nhập vào nhà tình báo viên lúc 1-2 giờ sáng. Tình báo viên X-13 chỉ được thông báo qua hai giao liên một già một trẻ đang sống hợp pháp trong khu vực quận 7. Trước sự kiện ẩn hiện bất thường của toán an ninh điệp báo, vấn đề được đặt ra là làm thế nào bắt sống các phần tử trên hầu khai thác tin tức sống theo lệnh của thượng cấp. Trong lúc cảnh binh đặc biệt đang lo lắng, tính toán kế hoạch, thì nhận được báo cáo của tình báo viên X-13 cho biết, tên Sáu Hoàng đã ra lệnh cho tình báo viên X-13 phải ám sát cho kỳ được đại quý trưởng cuộc cảnh sát quốc gia cư ngụ gần cầu nhị thiên đường sài gòn qua lý lịch và địa chỉ của tình báo viên x 13 cung cấp cảnh binh đặc biệt đã nhanh chóng tìm ra đại quý trưởng cuộc cảnh sát quốc gia thuộc bộ Chí huy cảnh sát quốc gia quận 4 sài gòn là mục tiêu Tình báo viên X-13 được Cộng sản chỉ thị sử dụng súng K-54 hãm thanh để hạ sát đại quý TR, xong rút lui vào hẻm và chỉ sử dụng B-63 để bắn trả trong trường hợp bị phát hiện và trượt đuổi. Trước mật lệnh của toán cán bộ Cộng sản, tình báo viên X-13 phải thi hành. Cảnh binh đặc biệt nhận định rằng Cộng sản giao phó công tác này cho tình báo viên nhằm thử thách khả năng và lòng trung thành của tình báo viên đối với tổ chức. Vì thế, Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để vô hiệu hóa lạnh ám sát của Việt Cộng mà tình báo viên vẫn không bị Việt Cộng nghi ngờ. Theo kế hoạch đã vạch định, trưởng đoàn đặc nhiệm đã bí mật tiếp xúc và trình bày sự việc với trung tá chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia quận Tư và sau đó lệnh cấm trại 100% kể cả đại quý TR trưởng cuộc đã được ban hành. Đồng thời với sự hướng dẫn của cảnh binh đặc biệt Tình báo viên X-13 viết thư báo cáo cho cán bộ Cộng sản biết là mục tiêu ám sát không thường xuất hiện ở nhà như trước và yêu cầu tổ chức Cộng sản chấp nhận cho tình báo viên được sử dụng cơ sở mà tình báo viên vừa xây dựng tổ chức, may ra có thể thực hiện được cuộc ám sát hoàn hảo. Thư đã được truyền đi qua giao liên trên một tháng, nhưng tình báo viên X-13 vẫn không nhận được tin tức hồi âm vì nhu cầu công tác cấp bách cảnh binh đặc biệt chỉ thị tình báo viên viết tiếp một bức thư nữa gửi cho tên sáu hoàng báo cáo là cơ sở do tình báo viên vừa xây dựng được rất nóng lòng muốn gặp gỡ cán bộ lãnh đạo của tổ chức để được yên tâm ở lại nếu không thì cơ sở này đành thoát ly ra mật khu việt cộng vì sợ bị bắt giữ qua các cuộc hành quân bố ráp của cảnh sát vì y đang ở trong hạng tuổi phải đi lính. Thư chuyển đi không bao lâu thì tình báo viên S-13 nhận được thư của Sáu Hoàng cho biết ngày giờ sẽ đột nhập vào nhà tình báo viên. Trong thời gian chờ đợi ngày N để triển khai kế hoạch bắt giữ toàn bộ ban an ninh điệp báo, theo lệnh của thượng cấp là bắt sống, không được nổ súng, không gây xáo trộn, hoang mang cho dân chúng Sài Gòn. Trưởng đoàn đặc nhiệm thực sự vô cùng lo lắng vì với lực lượng của ban an ninh điệp báo gồm 78 tên được trang bị K-54 AK và lựu đạn đầy đủ. Mỗi khi đột nhập vào nhà tình báo viên, đoàn đặc nhiệm phải có kế hoạch gì đây để tóm gọn bọn chúng mà không cần phải nổ súng, hy sinh nhân mạng. Để làm tê liệt và bất động các đối tượng hầu có thể bắt sống, trưởng đoàn đặc nhiệm D đã nghĩ ngay đến việc dùng thuốc mây và từ ý nghĩ này trưởng đoàn đặc nhiệm đã liên lạc với vị phối trí viên Hoa Kỳ bên cạnh đoàn để tham khảo ý kiến. Sau khi nhận được một loại thuốc dịch từ phối trí viên cung cấp, theo chỉ thị của trưởng cơ quan Y4, Cảnh binh đặc biệt đã mua một con chó và xịt thử thuốc vào mặt mũi nó. Con chó bị thuốc làm cho cây mắt la ên ỏi và lầm lũi cúi đầu xuống nằm dưới gầm bàn nhưng chẳng bao lâu sau đó nó đã mở mắt và nhìn qua nhìn lại tỉnh bơ không thể sử dụng loại thuốc xịt này trưởng đoàn đặc nhiệm đến bệnh viện cảnh sát quốc gia hỏi dược sĩ phòng thuốc xin thuốc ngủ người dược sĩ cho biết nếu uống một viên thì sau nửa giờ sẽ buồn ngủ hai viên thì sẽ sớm hơn và ngủ lâu hơn trưởng đoàn đặc nhiệm xin ba mươi viên và đem về nhà lấy 24 viên nghiền nát thành bột và chia ra làm 6 gói nhỏ, dự trù cho 6 tên việc cộng uống mỗi tên 4 viên. Hy vọng với liều lượng gấp 3-4 lần thì bọn chúng sẽ lăn ra ngủ sớm hơn. Cuối cùng thì kế hoạch bắt sống ban an ninh điệp báo của quận ủy 7 và 8 đã được bằng định xong. Cảnh binh đặc biệt đích thân gặp tình báo viên S-13 và căn dặn di chuyển vợ con về nhà ngoại và sắp đặt. Một khi toán việc cộng vào nhà, tình báo viên lấy cớ đi gọi cơ sở mới đến gặp bảy lũy và sáu hoàng để được bồi dưỡng và như thế, tình báo viên sẽ báo cáo được với cảnh binh đặc biệt là có bao nhiêu tên việc cộng đã đến, vỏ trang súng ống ra sao. Hai, khi trở lại nhà, tình báo viên pha cà phê sữa cho chúng uống, mỗi ly bỏ một gói thuốc ngủ khi bọn Việt Cộng uống xong thì bưng ngọn đèn dầu đưa qua cửa sổ một lần. Cố ý chờ cơ sở mới lại nhà, tình báo viên. Ba, tìm cách đem những khẩu AK sau lựu đạn của chúng dựng vào những vách lá dừa nước. Cốt ý để tra xa tầm tay. Xong thì bưng ngọn đèn dầu đưa qua cửa sổ hai lần. Bốn, khi đã thấy bọn chúng bắt đầu buồn ngủ thì bưng ngọn đèn dầu đưa qua cửa sổ ba lần. Năm, báo động khẩn cấp cũng quơ đèn dầu qua lại cửa sổ ba lần hoặc hơn là chúng tôi nhào vô bắt sống hoặc tiếp cứu. Nhà tình báo viên ở phía sau bót cảnh sát độ 200 mét gần bờ ruộng là một căn nhà vách lá hai gian. Gian trước đặt hai cái ghế dài và một chiếc đi văn lớn. Gian sau là nhà bếp. Giữa tấm vách chia hai gian là hầm bí mật ở dưới đất, trên ngụy trang cây, củi, lá để làm bếp từ nhà bếp lên gian nhà trước phải ngang qua một cửa sổ trống cửa trước là một tấm phên tre mở ra cửa sau nhỏ hơn cũng bằng một tấm phên tre đường ra cửa sau là đi vào các thửa ruộng lúa và xa xa là đám dừa nước đường ra cửa trước thì đi vào trong xóm nhà phía dọc tỉnh lộ năm bên phải là hướng đi vào chợ lớn bên trái đi qua cuộc cảnh sát và đi về hướng huệ đức nhuận đức long an Trưởng đoàn đặc nhiệm tuyển chọn khoảng 15 nhân viên trẻ, khỏe và trang bị vũ khí, chia làm hai toán. Toán một do trưởng đoàn chỉ huy sẽ nhào vào nhà tình báo viên bằng cửa sau. Toán hai do đại quý phụ tá sẽ tấn công vào cửa trước, liên lạc giữa hai toán bằng máy điện đàm. Không ai được nậu súng khi chưa có lệnh, sử dụng võ thuật tối đa, mọi việc đã chuẩn bị xong là cũng vừa đến ngày hẹn bọn chúng vào Sài Gòn. Đêm trầm tháng 2 khoảng 10 giờ đêm, Toán đặc nhiệm đã lên đường hành quân, chia làm hai Toán ngồi im trên xe đậu dọc theo tỉnh Lậu Năm, gần bót cảnh sát. Chờ mãi đến 2 giờ sáng cũng không thấy bọn chúng xuất hiện. Đêm 16 là đêm đúng hẹn của Bảy Lúy, nhưng nằm chờ đến gần 3 giờ sáng vẫn không thấy tâm dạng của chúng đâu. Qua đêm 17, trời có mưa lâm râm, mây mù che phủ, ánh trăng chỉ lờ mờ đang ngồi trên xe Jeep, bỗng một bóng đen tiến đến, nhìn kỹ chính là tình báo viên X-13 và Trung Quý Khiêu, cán bộ điều khiển. Anh ta báo cáo bọn chúng đến rồi tất cả bốn tên, gồm Bảy lúy, Sáu Hoàng và hai tên khác. Súng ống gần như dự đoán là 2K54, 2AK, hơn chục lựu đạn và nhiều băng đạn. Trưởng đoàn đặc nhiệm nhắc lại cho các ám hiệu bằng đèn qua cửa sổ và dặn nhớ cho sữa nhiều vào cà phê cùng với bột thuốc ngủ. Hai toán nhân viên cùng lên đường. Chúng tôi phục kích cách nhà của tình báo viên độ 50m, 70m trong tư thế sẵn sàng. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi thấy tình báo viên xách ngọn đèn dầu từ hướng trong xóm đi trở về phía nhà. Vài phút kế, trong nhà bếp có ánh sáng. Chắc hẳn tình báo viên đang nấu nước và cà phê. Đúng vậy, sau đó chúng tôi thấy ngọn đèn dầu đưa qua cửa sổ một lần. Chúng tôi nói chuyện nhỏ trong điện đàm với toán hai đang ẩn nấp trước nhà là Thấy dấu hiệu chưa? Trả lời, thấy rõ lắm. Chúng tôi, mọi người đều lo âu hồi hộp chờ đợi. Vì đã ba đêm nằm ngoài trời gió lạnh lại thêm mưa. Lúc này lại đang căng thẳng, Chúng tôi đang suy tính thì từ gian cửa sổ ngọn đèn dầu lại ra ám hiệu ba lần, tức là báo động khẩn cần nhào vào thanh toán mục tiêu. Chúng tôi chưa kịp gọi qua toán hai thì vị phụ tá ở toán hai đã gọi qua. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Chúng tôi ra lệnh ngay, nhào vô, xông vào, xông vào. Toán một chạy vào gần tới cửa trước thì chúng tôi nghe một tiếng la lớn. Đứng yên, giơ tay lên, một tên Việt Cộng có lẽ là Bảy Lúy, từ trên đi văn phóng tới đá ngọn đèn dầu đặt trên ghế văn xuống đất tắt phục. Ba bốn nhân viên nhào tới đấm đá, ôm chặt hai tên, hai tên khác vọt ra sau phóng qua cửa sổ. Một chạy vô đám lúa cao gần đó, một tên chạy thẳng ra ruộng lúa, đã gặt hướng về đám dừa nước phía sau. Hắn chạy thật nhanh, chạy trối chết mặc dù có tiếng hâu. Đứng lại, đứng lại, và chúng tôi trút súng bắn cả một băng đạn mà tên Việt Cộng vẫn chạy. Dưới ánh trăng lờ mờ, chúng tôi chỉ còn thấy những đốm nước trắng tóe lên dưới bàn chân hắn rồi mất dần. Trong lúc này ở gian nhà của tình báo viên vẫn hỗn động ồn ào, náo nhiệt. Ánh đèn pin trỗi lung tung đủ hướng. Một tên Việt Cộng đã bị đè xuống, còng hai tay ra sau, còn hai chân hắn đá đạp. Hắn cố đứng dậy, lấn chạy ra ngoài, buộc lòng một nhân viên dùng thế võ gặt hai chân hắn, làm cho cả thân hình hắn ngã sắp xuống đất, bẫy mũi và bị còng luôn hai chân lại. Lợi dụng lúc buông lỏng của nhân viên, hắn lăn tròn như cái bông vụ rồi trớt tổng xuống bờ đất của nền nhà. Hai nhân viên liền lấy dây cột trói từ còng tay phía sau xuống còng chân, làm ngực hắn cong ưỡng lên. Đến lúc này hắn mới chịu im trong nhà lúc này những tiếng đấm tiếng đá và tiếng la vẫn còn tiếp diễn đưa tay ra sao đẩy nó ra thì ra trong nhà còn một tên việt cộng đang bị khống chế tên này còn không hãn và dữ tận hơn tên bên ngoài có lẽ vì nhà chật hẹp trong nhà lại đông người nên khó bề xoay trở một nhân viên lấy một bá súng ngắn bổ lên đầu hắn một cái Hắn không ngất xỉu, nhưng nhờ vậy hắn mới im và lôi được hai tay hắn ra sao đẩy còng lại. Còn một tên chạy vào ruộng lúa. Chúng tôi dàn hàng ngang, trội đèn vạch lúa tiến tới chậm chậm. Lúa cao tới ngực, những bông lúa vàng hoe nặng triệu chín vàng, chờ ngày gặt hái. Bỗng chúng tôi nghe tiếng hâu. Ngồi yên, ngồi yên, giơ tay lên. Đoàn! Một tên Việt Cộng không tuân lệnh đã đứng dậy toan chạy nên bị bắn ngã, viên đạn xuyên vào hông và làm bảy xương bánh chè của hắn. Bây giờ đã 2 giờ sáng, chúng tôi trình báo với chuẩn tướng trưởng khối diễn tiến sự việc. Có bốn tên việc Cộng vào bắt được 3, gồm một chính trị viên, một đại đội trưởng và một tên bảo vệ. Tịch thu 3 khẩu AK hẳm thanh, 1 K-54 hẳm thanh, 1 K-54 thường, khoảng 6 băng đạn AK và chín quả độ đạn chúng tôi lấy luôn B-63 và một K-54 hãm thanh do tình báo viên giữ. Hai tên Việt Cộng đưa về D-6 để ngày mai thẩm vấn. Tên bị thương đưa vào bệnh viện bình dân chữa trị. Tình báo viên X-13 báo cáo với chúng tôi là phải ra dấu đèn báo động sớm. Vì tên Sáu Hoàng khi bưng ly cà phê uống thì hỏi tình báo viên là cà phê có gì lạ? Sao uống thấy đắng quá? Bảy lưới cũng hấp mấy hớp và xác nhận. Cà phê đắng thật. Tình báo viên sợ quá nên làm ám hiệu báo động. Làm sao cà phê không đắng cho được? Tình báo viên đã bỏ hết sáu gói vô bốn ly. Tức mỗi ly có đến sáu viên thuốc ngủ, nghiền nát. Làm cho các tên Việt Cộng bị bắt ngủ ly bì gần ba ngày. Báo hại chúng tôi không khai thác được ngay, Tình báo viên cũng rất giỏi là khi chúng tôi xông vào nhà, tình sáu hoàng đá chiếc đèn dầu, thì tình báo viên đã đá những khẩu súng ra xa, lùa tất cả các dây lựu đạn xuống đất, và sau đó trong nhà hỗn động không còn biết gì nữa. Kết quả cuộc phá vỡ công tác quan trung về nhân sự rất tốt, nhưng tin tình báo chừng nào Cộng sản tấn công Sài Gòn vẫn không ghi nhận được đầy đủ. Vì vậy, chuẩn tướng trưởng khối đặc biệt lại ra lệnh cho chúng tôi phải bắt luôn tên năm oai bí thư quận ủy bảy và tám sài gòn tên năm quay quả là có lên sài gòn vào năm ngoái hắn thường ở mật khu để chỉ đạo chúng tôi làm sao gọi hắn lên sài gòn đây suy nghĩ nghiên cứu toàn bộ kế hoạch phá vỡ bắt bớ vừa rồi chúng tôi liền soạn một bức thư với nội dung sau đây và yêu cầu tình báo viên x 13 ba gửi cho tên năm oai một cuộc hành quân xét nhà bất ngờ của cảnh sát đêm hôm đó, tình báo viên X-13 đã phải bỏ chạy luôn qua quận khác. Hai, Sáu Hoàng, Bảy Lúy còn ở quận Tám. Làm sao lo lót cho các tên ấy ra ngay? Ba, có một số cơ sở mới chưa được bồi dưỡng. Bốn, yêu cầu bí thư quận ủy lên Sài Gòn ngay, gặp nhau qua giao liên số một. Tình báo viên X-13 gửi thư đi không bao lâu đã có thư trả lời và hẹn ngày lên Sài Gòn vào ngày khoảng trung tuần tháng 3 năm 1975. Đúng ngày chúng tôi phối hợp với trạm kiểm soát đầu tiên trên tỉnh Lộ năm ở gần bót cảnh sát ký thu ông. Tất cả xe cộ đều phải ngừng lại, hành khách xuống xe đi bộ qua trạm kiểm soát. Từ xa, tình báo viên X-13 chỉ cho chúng tôi, ông già đội nón cối nhựa, mặc bộ đồ bà ba màu lục trắng đi dép chính là năm oai qua mấy bộ đàm hai nhân viên áp lại dẫn đương sự về bót khi bị bắt tên năm oai chìa ra hai trăm ngàn đồng và xin thả hắn đi trưa hôm đó tại văn phòng đoàn đặc nhiệm hắn xác nhận là bí thư quận ủy sau khi chúng tôi đưa cho hắn những tấm hình đã chụp lén hắn khi xâm nhập sài gòn lần trước nên hắn rất hợp tác tự tay viết tất cả các cơ sở ở Sài Gòn. Nhưng lệnh tấn công Sài Gòn đến lúc này vẫn chưa có, chỉ có lệnh chuẩn bị vải sơn cờ mà thôi. Theo các bản tố giác của hắn, cộng với các cơ sở do việc theo dõi hắn và giao liên phát hiện, đoàn đặc nhiệm của chúng tôi đã liên tục mở các cuộc hành quân cao lưu toàn bộ cơ sở của quận ủy 7 và 8, cho tới ngày 23 tháng 3 năm 1975 chúng tôi vẫn còn đi bắt các cơ sở việc cộng này nhằm vô hiệu hóa sự tiếp tay nội ứng của chúng khi cộng quân tiến vào Sài Gòn. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Hoàng Bá và cảm ơn bà con cô bác. Tôi xin mở ngoặc của người đọc. Trong này, tôi thấy có bốn chữ viết tắt mà tôi nghĩ hoài không biết là chữ gì. Thành ra tôi mới đọc là cảnh binh đặc biệt cb db nếu có sai xin tác giả cũng thông cảm